đoạn này á, là chợ Bình Tây ở đường Hậu Giang á mọi người. Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh của mình. Thì tối nay mọi người giao đón giao thừa như thế nào nè? Mọi người có đi xem bắn pháo hoa không ta? Mình đang đi lòng vòng ở ngoài đường xem thử là bây giờ là còn khoảng hơn 2 tiếng nữa là đến giao thừa thì ở ngoài đường nó sẽ như thế nào ha. Mời mọi người theo video của mình để tham quan đường phố Sài Gòn đêm 30 ha. Ở đây là cái đoạn mà có bán rất là nhiều pháo hoa luôn á. Thấy mấy anh chị cũng tấp nập đang mua pháo á mọi người. Giờ này người ta vẫn còn bán quần áo nè mọi người, vẫn còn mua sắm luôn ha. Đây là đoạn Nguyễn Trãi quận 5, đoạn này là giống như thiên đường của thời trang vậy đó. Gần sắp giao thừa rồi, chắc giao thừa khoảng cỡ 2 tiếng hơn nữa mà. Vẫn còn rất là đông người ha, còn rất là đông người mua bán hết đó. Đây là đường Nguyễn Cư Chinh nha mọi người. Mình sẽ đi thẳng tới ngã ba chỗ này là Nguyễn Cư Chinh với lại Nguyễn Trãi. Xin lỗi mọi người, Nguyễn Cư Chinh với lại Trần Hưng Đạo. Nguyễn Cư Chinh, Trần Hưng Đạo. Mình sẽ đi thẳng đường Trần Hưng Đạo này để ra cái gì mình quên rồi, tự nhiên mình nói ở đây chứ mình quên rồi, mình đi ra chợ Bến Thành. Đúng rồi, mình sẽ đi tham quan chợ Bến Thành ha. Nếu như mà cái đoạn đường Hoa Nguyễn Huệ nó không đông lắm á, thì mình sẽ đi vào đường Hoa để mời mọi người tham quan cái đường Hoa luôn. Còn nếu như mà đông quá thì chắc là mình sẽ quay ra, tại vì mình sợ kẹt xe. Kẹt xe trước nữa là vừa trễ lắm.
không biết làm sao ra tới cái đoạn này cái mic ghi âm của mình nó bị rè á mọi người, cho nên là nó có hơi bị rè rè, mọi người thông cảm hộ mình nha. Trời, đường khá là đông cho nên là em cũng hồi hộp lắm mọi người. Có cái bạn nhỏ kia, bạn thấy mình quay phim cái bạn say hi vô điện thoại của mình dễ thương ghê. Đây là khu vực chợ Bến Thành. Chỗ này mới bữa nó có một cái vòng xoay mà bây giờ là đang làm một cái công trình gì đây mọi người ha. Công trình tàu điện ngầm hay gì á. Đây là mình đã ra tới trung tâm Sài Gòn rồi ha. Ồ, giữ xe ở đây đi bộ vào. Đây, chợ Bến Thành này mọi người. Đi thẳng luôn đó. Chào mọi người, đây là chợ Bến Thành đêm 30 Tết ha, còn 2 tiếng nữa là giao thừa. Mình cứ chạy thẳng luôn đi đó. Hôm nay là có một cái giống như cái hội chợ. Bán nhiều cái đồ ăn, có trời thức ăn luôn. Thái Big Show kẹt xe rồi mọi người ơi, khá là đông luôn. Đây có những gian hàng bán sách. Hội chợ triển lãm sách nha mọi người. Ở đây có một cái anh chàng ảnh đang ngồi đánh trống nè mọi người. Ảnh đánh nhạc rất là hay nhưng mà vì bản quyền á cho nên là mình phải tắt tiếng cái đoạn này nha mọi người. Mình cũng chào tạm biệt mọi người ở đây luôn nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.